Giờ chăm trà được luôn hết trơn không? Cũng được. Rồi xin chào bà con. Chào Dương Sáu nha. Sao Dương Sáu bữa giờ khỏe trong người không? Rồi hôm bữa thì bị vậy thì có sao cũng kia phần mấy á. riêng mấy trơn hả? Trời ơi. Có nghĩa là té mà không biết tại sao té luôn hay sao? Không biết. Dễ sợ không? Đó Dương Sáu thì giờ nói chung thì cũng hồi phục được một phần nào đó thôi cô bác anh chị, nhưng mà bên phải tay phải chân phải thì hiện tại giờ vẫn y chang vậy, cũng chưa có phục hồi được gì trơn hết. Nhưng sao Chưa. đó, rồi giờ rồi từ bữa mà té tới nay là đâu có đi đi được nữa hả? Ở nhà không? Ở nhà nhiều hơn không? Nhưng mà đi thì nói Dương Sáu vẫn đi theo, chứ để nhiều khi hả gặp sự cố Được này kia nguy hiểm lắm thì sao nha. thắng đâu đi. Dạ vậy thôi, giờ cái tình hình của Dượng bữa giờ thuốc men này kia rồi chăm cứu này kia còn đi chăm cứu không? Có đâu đâu mới đi gì. Lâu lâu mới đi một lần lại hả, chứ không có đi như lúc trước hay sao? Trước Vậy cái lộ trình của Dượng như là bữa cũng chăm được khoảng 6-7 tháng vậy hả, đi được khoảng 6 lần hả? cháu đời 6 lần hả? Dạ. Rồi tới nay là ngưng luôn phải không? gần hổm đi đi tới đó đó vì mưa gần không đứng đi Rồi. Rồi giờ bữa giờ ăn uống này kia đâu được không? ăn bình thường. Bình thường phải không? Ăn uống này kia bình thường rồi giờ tự vệ sinh tự ăn uống là cũng được rồi phải không? Cũng đỡ rồi ha. Nhưng mà cái giờ là di chuyển hơi yếu. Riêng cái nữa là nói Đây chuyện tiếng nói giò. hả? Đây tiếng giò hơi yếu. Giờ hơi yếu. Ừ. Đi có chuyện hơi Nói chuyện cũng chưa có được bình thường lại ha. không được. Dạ. Thì đó, bởi vậy. Thấy cũng mệt mỏi quá trời. Thì thôi giờ gán chứ biết sao giờ. Về Cán Tết hôm nay làm sao rồi? Tết hôm nay ăn Tết hả? Sao? không Có chuẩn bị gì chưa? không 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 chuẩn bị gì chưa hả? không gì Chị nói không? Gầy, vừa éo lúc gầy bẻ được không gì sao? bẻ được Được rồi, được mấy trăm? 300 200 mấy 300 nghĩa 200 mấy, 300 vừa thì chắc được 1 triệu, 1 triệu mấy bạc gì hả? tiền mấy bạc. Rồi. Thì giống như là bán vừa là mua gạo đủ mua gạo, chứ còn đồ ăn thì cũng hơi kẹt phải không? Ngày xưa thì tự đi mò đi bắt này kia, giờ đâu có ai đâu đi nữa hả? Không ai đi được. Trời ơi. Rồi thôi nói chung là cũng hỏi thăm Dượng vài câu thôi, thì cũng lên phim rất nhiều lần rồi thì thôi nay cũng rằm rồi, rằm rằm tháng chạp chỉ còn có khoảng đúng 15 16 15 14 ngày nữa là Tết âm lịch của Việt Nam mình rồi. Thì thôi tới đây cũng hỏi thăm Dượng Sáu vài câu, thì hôm nay con tới đây thì cũng có một cái món quà Tết của cô Dân với cô Phượng ở bên Mỹ nè, có gửi cho Dượng Sáu 1 triệu. À, con thay mặt hai cô rồi con gửi cho Dượng 1 triệu để ăn Tết nghe. Rồi Dượng Sáu có nói gì không? Cảm ơn hai cô. Dạ Chứ giờ không biết thì nói. rồi thôi, cảm ơn hai cô nhiều ha. Thôi con cũng thay mặt hai cô thì cũng chúc Dượng Sáu thật nhiều sức khỏe, cũng ăn Tết vui vẻ nghe. Dạ rồi. Đó, cũng xin chân thành cảm ơn hai cô rất nhiều. À đang kiểu nha, Điều đúng kiểu rồi ha. Chào cả nhà, chú Năm khỏe không? cũng đêm đêm không rồi Thì hả, mấy không nay có mòn đất không Dượng? không không rồi thất nghiệp đâu có mòn gì đâu. Trời ơi, nghe nói đi Đắk Lắk hay gì? Hả Nghe nói đi Đắk Lắk hả? đặt lợp cái bóng đó Vậy hả? rồi Rồi bữa giờ không có mòn đất luôn. không nghỉ Trời sáng này đất ít ăn mặc ơi. lắm. Rồi cô Năm khỏe không mà sao giờ này mà nằm che màn che mụn cho vậy? Bệnh gì nữa? Trời ơi, che mua màn che hai mụn mua luôn nè. hai cái thuốc nào mà chưa uống sáng vậy nè Ngồi dậy nổi không? nổi Chuối này là chuối nàng tiên. nàng tiên. Ăn Cái ngon này là của cô Năm hay là... của cô Năm. À vậy là của cha, bữa là ăn hết rồi. Hèn chi hôm qua thấy cha có con nãy. Năm cho. À vậy cô Năm cho. Vậy mà con nói ủa sao mà cha ăn bữa giờ cách từng 10 bữa mà sao nay còn. Đâu biết đâu. Mấy nay Năm bị bệnh gì mà... Trời ơi, hết chuyện này kia sáng giờ sốt với ho sốt ho nữa hả? hổm thì tỉ đầu ra người ta kêu mổ Nội hay ngoại cô Năm? nó lâu ra
Vậy là chỉ ngoại luôn rồi hả? Máu xối xả đi cầu. Trời đất ơi. Mà nó làm nó hành không đi được, đứng được dỗ vậy. Trời. Nó chết luôn rồi, cái đỡ cái về đánh ho. Rồi bây giờ cô Lâm có đi bệnh viện này kia không? Có, mới đi mới nay tới ngày đi nữa mà chưa đi nè. Rồi gì, cái gì thận, rồi gan, tim, phổi gì bữa giờ sao rồi? Ổn chưa? Chưa, mật thì giờ bác sĩ cứ mổ lắc. Ơi bậy bậy à, đừng có lắc nha. Đừng có lắc mật nha. Mà nó để lâu quá sợ bể. Không. Thì bây giờ con nói cô Năm nói chung là bị sạn mật phải không? Sạn mật thì bây giờ mình uống cái gì đó để cho nó tan đi cô, chứ mà cô cắt cái mật cái là đây mai cái tiêu hóa của cô là nó dở lắm á. Ừ, cô cứ tính không có lắc. Đừng có lắc, đừng có lắc. Lắc cây là sau này là tiêu hóa của cô nó dở lắm mà, nó bự quá hay sao cô Năm? Bự dữ lắm rồi mà nó xài sao? Sao không chịu mổ? Nó không có mổ, nó kêu lắc thì chứ nó không mổ. Trời ơi, bây giờ ta mật, kêu lắc không rồi ơi, kêu lắc không à? Mà có người lắc ra 5-7 cục vậy á, mà có cu ly vậy á, nằm đóng á. Sổi ra đá chứ phải chứ bùng. Chứ không ai chừng dẫn đâu. Rồi vậy rồi giờ sao, rồi tình hình giờ sao? Cái thận, cái thận cô ổn chưa? Thì cái thận thì nó bị sạn thận, rồi nó bị hội chứng hư thận đó. Thì nó còn nằm hoài thì cứ đi kiểm tra hoài hả, nếu mà nó phát lên thì uống thuốc, còn phát thì để đó. Vậy. Buổi sáng từ 7 giờ cho đến 9 giờ cô ra phơi nắng chừng nửa tiếng đồng hồ. Mặc đồ ngắn ngắn tay, ngắn ngắn chân gì nè ra phơi nắng. Cho nó mới tổng hợp được cái canxi, hấp thụ vitamin D tới một canxi, chứ cô mà không phơi nắng á là cái canxi nó sẽ đi vòng vòng vô máu rồi nó sẽ bị sạn mật, sạn thật, sạn bàng quang. Đó là bác sĩ nói chứ không phải con nói nha. Dạ, cho nên là nay mai cô Năm ra ngoài đó, cô Năm hả phơi nắng đi. Rồi gắng cố gắng đi bộ cho nó thông máu này kia. Cô đi bộ không đâu đi xe. Dạ, gắng đi bộ hả này kia rồi, nhưng mà cái chính là cô phải phơi nắng. Bây giờ ăn ít lại. Có ăn đâu? Không ăn đâu hả? Bây giờ ăn rau, ăn trái cây chút đỉnh thôi. Được nửa chén cơm. Ba ăn bữa có mấy muỗng à con ơi. Dạ. Sáng giờ cô đâu ăn đâu. Từ sáng giờ sao mà uống nước không hả? Không có uống luôn, ăn không được uống. Không ăn được thì uống. Hôm mỗi thường không bệnh thì uống. Đừng có để cho cơ thể mình nó khát nước nhiều quá, nó mất điện giải nha. Sáng chuẩn đi lên bác sĩ mua nè, mua hai bịch thuốc gì mà bá không cho ăn thì đâu. Vậy là cô Năm hiện tại chắc đang bị cảm đó. Cảm quá. Mấy bữa nay cái luồng cảm nó cũng nhiều. Ừ, cảm mà ho mà trời ơi. Cảm ho đúng rồi. Mà nó nhức. Còn mấy ngày trước cũng bị mà cũng hết rồi. Nhức quá trời nhức. Nhức luôn hả? Thổ nó nhức mà không. Nhức khớp hay sao con? Nhức. Nhức người hả? Thở mà đầm này đau. Thở gì chứ đau. Ba cũng có phổi. Bị phổi mà bị phổi gì gì tùm lum la chứ. Không đâu lòng đâu hết rồi. Nói chung mà cô Năm nào giờ nghe nó cũng mười mấy 20 năm nay hả Dương Năm? Năm 2001 tới giờ á là bệnh sốt. 23-24 năm rồi hả? Ờ đúng rồi. Dạ. 2001 tới giờ họ nằm mổ 6 lần rồi chứ bộ. Vậy hả? Cô mổ 6 lần rồi nghe cô đâu dám mổ nữa. Dạ. Vô hổm tỷ bác sĩ kêu mổ liền á, giờ mổ 6 lần rồi giờ không dám mổ. Không dám mổ nữa hả? Sợ quá. Dạ. Một lần mổ chết chấm. Trời đất ơi. Sợ quá trời. Vậy sợ không? Thế đúng là bị sức khỏe quá yếu. Dạ. Chứ không phải mà tuổi còn trẻ thì là được, nhưng nó bị lớn tuổi rồi. Sức khỏe yếu chung là bởi cô Năm bị bao nhiêu năm nay thì nói chung giống như giờ cũng không biết làm sao nói phải không? Giờ giống như giờ đợi cấp cứu mà mới đi chứ bình thường giờ cũng uống thuốc tây bình thường. Chứ đi qua bệnh cũng vậy. Đi bệnh cũng vậy hả? Bị bệnh hoài mà cái khi nào mà nó mệt quá chịu hết nổi rồi mới đi bên kia. Mới đi bên kia mới mình chịu. Dạ. Rồi sao Dương Năm bữa giờ làm ăn được không? Có làm khí gì đâu, đặt cá bóng rồi ngày cũng kiếm gần nửa ký rồi. Chết không có nhiều. Đâu bán được. Rộng thì chết, nó bị nước mặn tới đó. Dạ. Rồi nó chết. Trần thân lắm, khó mà ăn lắm con ơi. Năm nay cũng cơ bộ ai cũng thấy cũng bết hết trơn ha. Bết, đúng rồi cũng vậy. Lớn đó. Nhỏ gì ai cũng vậy trơn, thấy cũng bết quá trời luôn. Đúng rồi. Dạ. Thôi con cũng hỏi thăm cho cô Dưỡng ít câu thôi. Ừ. Thì hôm nay cũng Tết sắp tới rồi, còn có 15 ngày nữa hả ta? Đúng rồi, 15 ngày. Hôm nay là ngày rằm tháng Giêng rồi. Rằm Giêng. Còn 15 ngày nữa thì Tết thì con cũng tới đây thì có một cái món quà của cô Vân với cô Phượng ở bên Mỹ. Có gửi cho cô Dưỡng là 1 triệu. Đó, giờ con đại diện cho cô Vân với là cô Phượng ở bên Mỹ gửi cho cô Năm với Dưỡng Năm 1 triệu để gọi là cái món quà ăn Tết nha. Rồi rồi. Dạ. Cảm ơn cô Vân với cô Phượng. Cô cũng vậy, tổng ơn cô Vân Phượng gửi cho được món quà
cũng thuốc men cũng để được chút mà. Dạ. Cảm ơn cô Huy Vân với cô Phượng. Dạ. Đó là đồng ơn dữ lắm á. Dạ. Thôi giờ con cũng đại diện hai cô thì cũng chúc cô Dượng thật nhiều sức khỏe. Kêu bằng là ăn Tết vui vẻ nha. Dạ. Dạ. Rồi. Xin chào quý bà con cô bác. Hiện tại thì Phú đang ở Hòa Lộc, mới ghé thăm chú Sáu, ghé thăm Dượng Út với lại cô Út. Sao cô Út, Dượng Út khỏe không? Khỏe con. Hả? Ngồi ghế đi. Lâu quá trời không có vô đây thăm cô Dượng. Sao năm nay cô Dượng làm ăn được không? Năm nay mà ăn lát bá con rồi, năm nay trời gớ bị người ta thuốc hoài trời không có. Với hai nữa giờ mần mướn bồi bùng người ta cái tháng này rồi không ai kêu mần, từ lúc đó nay thất nghiệp không có mần được đồng bạc nào tên con ơi. Vậy hả? Là Dượng Út là bình thường là đi chài nè, rồi đi bồi bùng, bồi dũng. Bồi cho mướn cho ta. Tháng này từ hôm đó đến nay rồi cả tháng rồi không có ai kêu mần mũi nào cho người đi chài. Đi chài hoài này kia, nhiều khi có bữa con tôm, có bữa rồi nó thuốc không có ngược một con tôm dâm nào từ. Mấy bữa nay là thuốc sạch luôn, chài không có con nào đâu. Trời. Không có bán. Rồi cô Út có mần gì không cô Út? Cô Út thì ở nhà cô giữ mấy đứa nó thì nội trợ cơm nước vậy đó. Giữ hai đứa cho nội. Gì được đâu à. Người hai chồng nhớ bữa giờ cưa kéo này kia được không? Thì ví dụ như có bữa nào thì nó cưa có thì có ăn, bữa nào không có thì bữa đó không có tiền thì cũng lay gai chút đỉnh vậy đó. Cũng sống qua ngày. Sống qua ngày ha. Hôm nay sao thấy ai cũng bết bát ở trường ha. Bết bát. Kinh tế ha, thế giới rồi ha, Việt Nam Bến Tre mình giờ ai cũng khó khăn hết trơn. Tiền lớn sống thì, lớn. Vừa éo thì nó rẻ quá, cứ lên cứ 50.000, 60.000. Hôm bữa vô bẻ được mấy chục. Hôm đó dựng vô dựng bẻ có 50 lay 35 thôi, còn chưa được 100 vừa nữa. Còn thiếu 5 đồng nữa mới được 100 vừa. Vậy được vừa. Nhiêu 300 ngàn không? Bán có 500 mấy rồi con, 520 ngàn. À vậy hả? 100 vừa mà tính ra. 100 vừa. 100 vừa bán được 500 rưỡi. 500 rưỡi hả? 5 rưỡi mà từ tiền bẻ nó ra 5 ngàn thì còn có 500. Có 500. Rồi trong đây rồi mấy cái dừa ở nhà cơ, còn 200 gì nữa không? Này cũng treo bẻ nước có 100 với 70-80 còn thôi. Dừa nó mới tầm tơ nó tái cũng chưa đều nữa. Dạ. Bẻ nước có 100 mà mua bao gạo không đủ. Bao gạo hiện giờ 900 triệu mà. Bao gạo 50 kg hả? 900 mấy cái nghĩ giờ mua bao gạo ăn một tháng mà 900 ngàn mà bẻ lứa dừa bán có 600-700 ngàn. 100 mấy dừa 600-700 ngàn mua không đủ ba gạo. Những 6 đồng cũng vậy, bẻ cũng được đâu 200-300 dừa gì rồi. Có nghĩa là gạo thì kêu trước, bẻ dừa thì trả sau. Rồi dừa cũng vậy, cây đầu vậy. Cây đầu có đầu à, hết thì giờ kêu chở rồi chừng nào bẻ dừa rồi lại trả tiền người ta vậy đó. Chứ không có tiền liền mà để trả, người ta kêu trả tiền liền. Chờ lứa dừa bẻ rồi lên trả tiền người ta. Rồi vậy còn giờ còn 15 ngày nữa Tết rồi cô Dượng, năm Tết năm nay ăn Tết sao? Thì ăn Tết nó nhượng như Tết thì cũng có một cái ký thịt gì cũng gán tinh thủ mua gì ăn Tết với ngày Tết vậy đó. Cũng như có khách có khứa lợi vậy. Thì ở dùng là mấy năm trước thì có tiền nhiều thì ăn nhiều, năm nay thì ít tiền ít lại. Thấy không? Này thí dụ năm người ăn 2 ký, năm nay mình có ít mình ăn ký đi. Ăn ký lại đó không? Cũng có chút đỉnh ha. Cũng có chút đỉnh Tết. Chứ năm nay ai con thấy ai cũng bết bát rồi bệnh hoạn rồi khó khăn kinh tế đủ tùm lum tùm la hết trơn, ai cũng vậy. Dạ. Biết sao nói luôn, ai nhưng mà giờ phải gán chứ sao vậy? Qua năm đây nó teo trơn rồi, đáng lẽ lên tầm 100 nhiều khi sống không đủ nên bị teo trơn. Mấy chục ngàn chục. Tính ra giờ nếu mà người ta bẻ luôn còn 50 ngàn hả vậy phải không? Giờ bán trái. Bán người ta 55 ngàn mà mướn bẻ hết 5 ngàn rồi mình trừ ra 5 ngàn còn có 50 ngàn. Trăm vừa có 500 ngàn. 5 năm rưỡi anh nha, còn được 500. Giả sử như được khoảng chừng 100 ngàn chục cũng đỡ ha. 100 ngàn chục, 100 vừa cũng được 1 triệu. Rồi đúng rồi. Mình sống nó cũng tháng vừa được chừng 200-300 triệu cũng sống được ha. 60 ngàn cái 70 ngàn dữ lắm mà cái nó tụ xuống nằm giá 60-50 mấy ngàn vậy suốt hoài luôn. Nay từ hồi năm cuối tết nay là 3 năm là nằm giá vậy không lên nổi. Dân chúng sống bất bền quá. Giá bất bền ha. Trong giờ gọi là cũng tạm đủ ăn. Tạm đủ ăn thôi chứ cơ bản là không có dư, chứ không có nhiều cái là không có dư. Cơ bản là đủ ăn là mừng chứ không có dư đồng nào luôn. Nhiều khi còn thiếu luôn, cũng thấy nữa ha. Khi bệnh hoạn chứ còn thiếu nữa. Bệnh hoạn thiếu một chút. Còn thiếu chứ. Giá mà giỏi thì nó đỡ. Nếu mà mua đồ ăn không có tiền mua đồ ăn đó. Phải đặt 12 cái ngục với hoặc xúc cá này kia đồ kiếm cá tép ăn thêm.
mình tép cái ăn thêm chứ mùa đồ ăn không có tiền mua ăn. Chứ giờ chài gớt giờ cũng không chài gớt vậy được con cá mè hai con vậy gì kho vậy ăn. Cha cha trống cũng lai lai vậy chứ cũng đâu có được nhiều đâu. Vậy vậy nó ở đâu từ hôm đó nay nó thuốc suốt luôn mà ăn không được. Cái sông lớn gì mà nó thuốc này nó thuốc luôn hả? Nửa sông là nó thuốc. Cao nó xiết nó cao nó xiết rồi nó đập. Kêu bằng gọi như là mấy người chài là đấu luôn. Kêu bằng là cạn tàu ra ráo mén luôn. Hai giờ đó con đi xuống là tôm càng ở dưới xuồng nhóc giờ không có ít có. Bắt không có. Chứ thuốc vậy là một tuần lễ là chắc là quầy vốn đâu có bắt được con gì. Không có. Từ hôm đó đầu nước đến nay vẫn chài nay là 4 năm bữa hết cho mồi rồi mà không có bán được đồng bạc nào hết. Lỗ tiền mồi luôn. Lỗ tiền mồi tiền công lỗ luôn. Không có. Đó con gì nó hồi bãi rồi. Thôi bãi luôn nó bắt chết hết rồi còn cái đợt này nó chưa lợi. Dạ. Rồi thôi Tết nhất rồi cũng còn 15 ngày nữa Tết rồi thì cũng vô hỏi thăm sức khỏe gia đình của cô Dượng với lại hỏi tình hình kinh tế coi như thế nào, chung là cũng hỏi thăm vậy thì hôm nay cũng có một cái món quà Tết của cô Dân với cô Phượng ở bên Mỹ có gửi cho con là tổng cộng là 10 phần quà đó thì là gửi cho mỗi hộ là 1 triệu mà riêng trong gia đình thì cô Dân với cô Phượng bên Mỹ cũng có chỉ định con là cũng có gửi cho cô Dượng Út nè, cô Dượng Sáu với cô Dượng Năm ở trong gia đình đó, với lại cha mẹ vợ nữa, bà mẹ con. Thôi giờ con đại diện như cô Dân với lại cô Phượng thì cũng gửi cho cô Dượng Út một món quà Tết là 1 triệu. Rồi, cô Dượng ăn Tết nha. Cảm ơn vợ chồng con với cảm ơn mà chị Phượng với chị cô Dân. Chị Dân. Thôi giờ không biết nói hơn thì xin cảm ơn. Hôm nay hoàn cảnh nó khó khăn quá, anh thưởng phần ăn cũng được, nếu cho em rất là cảm ơn, em mừng. Vậy rồi, rất cảm ơn Mạnh Thường Quân, chúc hai chị dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Dạ. Cô có nói gì không cô? Thì Tết này năm cũ cũng sang năm mới thì cô cũng cho thì nói chung này cũng kề sống kinh tế cũng hơi khó khăn, vậy cho như tiền thì cô cũng cảm ơn, cô cũng rất mừng. Dạ. Cảm ơn chị Dị Vinh ạ. Cô Dân với lại cô Phượng. Cô Dân với cô Phượng có tấm lòng vậy thì em cũng rất mừng ơn mà chúc hai cô luôn cũ sang mới giờ sức khỏe mà ăn phát đạt phát tài, vô như nước tiền ra nhỏ giọt. Rồi. Cô nào giờ cô không có chúc Tết nên ra cô là không cộng chút nha. Sao rồi. Thôi giờ con cũng đại diện mình thằng Quân của chúng trong gia đình thì cũng chúc cô Dượng thật nhiều sức khỏe. Năm mới là mà phát tài nha. Rồi vậy cô cũng cảm ơn dạ, hết. Dạ rồi rồi. Xin chân thành cảm ơn cô Dân với cô Phượng rất nhiều. Rồi sẵn đây thì cô Phượng ở bên Đan Mạch cũng có nhắn với con là gửi cho cô với Dượng là một cái phần quà Tết nữa là gồm có 1 kg gạo, đường, nước tương, nước mắm, dầu ăn. Thì là ngày Chủ nhật sáng 8 giờ, có nghĩa là cuối tuần này 3 ngày nữa. Thì mà giờ Dượng Út vô nhận quà về ăn Tết luôn nha. Dạ, cái phần quà này nói chung thì cũng khoảng 200-300 ngàn. Thì sẵn tiện đây cũng mời cô Dượng luôn. Cảm ơn cô Phượng. Cô Phượng bên Đan Mạch ha.